Chào anh em nhé, chào mọi người nhé. Kênh bonsai Phong Lan Net chào tất cả anh em. Hôm nay anh em mua được giò lan nó lại báo hoa luôn này. Quay ở đây cho nhớ khoe cho anh em xem cái loại này có chơi được không, cái loại này nó là loại gì này. Này, quay kỹ cho mọi người xem nhé. Cánh của nó khá trắng, nó phớt hồng này. Còn mắt của nó thì thế này. Lấy nét nhưng mà hơi khó. Có khả năng là cái máy này lên nét hơi khó. Đấy, nó như thế này thì nếu anh em nào biết cái dòng hoa này thì nó là dòng hoa gì cho biết cái. Quay lên đây để anh em tham khảo, để cho nhớ, ghi hình nó nhớ. Cánh của nó hơi phớt hồng, còn là hoa thì khá trắng và to. Mỗi một giò này là có 200k thôi. Đấy, mặt hoa này thì chắc là cũng chơi được ấy, mới tập chơi thì chơi cái loại này thôi. Mà dòng này là hiệu bán, người ta bảo là lấy Thanh Hóa về đây. Không biết nó là lan phi điệp gì, có ai biết thì vào comment khô cho anh em biết cái xem hoa này có đáng chơi hay không. Đấy, ba gốc, một gốc của hoa này thì đang chuẩn bị lên kỳ con, còn một gốc, hai gốc thì đang đều có kỳ con hết cả rồi. 200k nha mọi người nhá. Đấy, rồi ngày 200k. Quay lại hoa cho mọi người xem nhé. Máy không thể lấy led này tài. Vô lý thật. Hay giờ nó tối nhỉ? Tối. Máy quay thì hoa rất sáng nhưng mà lại không lấy led, chắc đây, tối. Đây, đây. Thôi nhá, chào anh em nhá. Nếu anh em đến kênh Phong Lan Bonsai Net thì ủng hộ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.